Chị thấy mẹ chị là cỡ vậy mà nói với bà ngoại chị vậy á? Ôi dạ. Tại vì mẹ của chị thì trẻ hơn. Bà mẹ chồng của chị thì nhỏ hơn bà nội chị có 2-3 tuổi vậy. Nên khi vô làm chị gặp mẹ chị, cái chị cứ nói là dạ chào bà mới tới. Tôi là Nguyễn Văn Đổm, 78 tuổi, quê ở Bình Dương. Dạ. Đây là dâu tôi. Chào anh Nguyễn Linh, xin chào Lê Lộc và xin chào quý khán giả. Em tên là Nguyễn Trúc Quỳnh, năm nay em 33 tuổi. Em làm dâu của mẹ được 10 năm ạ. Cái ngày đầu tiên mà bác gặp con dâu của mình á, bác có ấn tượng gì không? Bác thấy như sao? Ngày đầu tiên hả anh trai, tôi nó dẫn gì á? Dạ. Thì tôi thấy nó cao ráo vậy, thấy cũng được. Thì lúc trước đó cũng dẫn trai tôi thì xấu trai, nhưng mà nó cũng nhiều bồ lắm. Nó dẫn nha. Nó dẫn về cũng đông lắm mà tôi thấy tại vì con nào cũng lùng lùng hết, tôi không thích. Dẫn đó. Đông lắm hả? Ờ. Dẫn nhỏ này về tôi thấy tôi thích, thấy không? Cao cao là thích đó bác hả? Ờ, thấy cao ráo mà lẹ làng lắm. Cao quá. Thành ra tôi thích đó. Siêu mẫu quá. Gặp là có cảm tình liền hả bà? Ừ, là cưới gặp liền. Là cảm tình liền rồi con. Dạ. Cao đó mới cảm tình liền á. Ừ, dạ, cao ráo con đó, lẹ làng nào lắm. Bà còn con trai nào? À, tại em đây út của bà đâu. Nó là dâu út rồi. Dạ chị, cho em hỏi tí là cái ấn tượng đầu tiên của chị đối với mẹ chồng là như thế nào, chị còn nhớ không? Chị ấn tượng với mẹ chồng chị là chị thấy mẹ chị là cỡ vậy. Bà nội với bà ngoại chị vậy á. Ôi dạ. Tại vì mẹ của chị thì trẻ hơn. Dạ. Bà mẹ chồng của chị thì nhỏ hơn bà nội chị có 2-3 tuổi vậy. Nên khi vô làm chị gặp mẹ chị, cái chị cứ nói là dạ chào bà mới tới. Mà mẹ chị nói chuyện với chị rồi là cứ chị cứ xưng lại bằng bà không à. Cái mẹ chị kêu còn bác chưa kêu vậy? Bác nghe con đó, đừng có kêu bà. Dạ, đừng có kêu bằng bà. Cái cũng dạ nhưng mà chưa có được quen. Dạ. Và phải dạy lần kìa, bắt đầu mình mới quen dần dần. Với lại nhìn mẹ đó mắt không mí à. Nên khi mẹ cười á là không thấy mắt mẹ đâu hết trơn. Ta mí duyên mà... Rồi cười có duyên lắm chứ bộ. Gương mặt rất là phúc hậu nha bác nha. Mà anh Quyền Linh biết sao không? Mà ông xã em là cũng khá giống mẹ. Mà cứ nhìn ảnh cười á, cái cũng y như mẹ vậy đó. Cái em nhìn mẹ là em tưởng tượng tới chồng em đi. Cái người vậy là dễ thương lắm á. Cười, ta gọi cười tích con mắt. Cái này chú cố tình chú nhắm nha. À vậy hả? Chú cố tình nhắm đúng rồi. Vậy là chắc chắn hai mẹ con rất là hợp nhau đúng không? Dù mà trên là tuổi tác nhưng mà em về làm dâu của mẹ thì nó cũng khá hòa hợp. Nói chung thì em không có gặp vấn đề gì về mẹ chồng hết. Em chỉ gặp khó khăn với chồng thôi à. Mà em nhớ là em mang thai đó mà người ta cứ dặn là cái gì mà của ba với mẹ đó mà đẹp đó, thì mình cứ tối mình ngủ mình cứ nắm cái này của người nào đẹp đó mình bỏ vô bụng. Mà em thì em nắm con mắt của em. Em bỏ vô bụng với cái lỗ mũi của chồng em là bỏ vô bụng. Mà sao sanh ra thì con mắt là không phải của em mà mắt của chồng em. Hay gì ta, tức là thấy cái gì đẹp của ta mình lụm bỏ vô bụng hả? Đúng rồi. Ừ. Chắc chị lụm mà con chị nó gắn lộn chỗ á. Chắc là vậy. Nhìn bác rất là phúc hậu á, dễ thương, hiền. Con dâu như khác luôn không bác? Hả? Thầy dâu thấy cũng hiền chứ có gì đâu. Này chắc con dâu ăn hiếp mẹ chồng quá. Có không bà? Giữ chứ ở trong gia đình nào không có. Có nhưng mà nhiều có... khi ở ngoài thì giữ cho công à. Chứ điều giữ với chồng đó có. Thấy chưa, giữ chồng nữa chứ. Bả già hầu đám cưới hả, đi á. Cái nó cứ đi trước chồng đó không à. Tôi mới nói, nắm tay đi. Con đi từ từ. Chứ con đừng đi trước chồng con á. Người ta cười, người ta nói, nửa con ăn hiếp chồng con. Mà nói hả, dạ con đi trước, dạ con te te đi. Cái gì nói, không vậy chết tay tôi rồi. Rồi con biết rồi, bố không đám cưới con lời con đi trước. Vậy mà ăn hiếp chồng dữ lắm em hả? Sao mẹ? Đầu tiên lúc mà nó mới sanh con. Dạ. Con nó khó. Nó thẳng con nó hay khó khăn lắm. Khi nó cũng bạo. Nó giận. Rồi chồng nó nói gì á, không phải chạy quýnh liền. Trời ơi. Quýnh luôn á hả? Quýnh luôn á. Chắc mới sanh. Mới sanh. Quýnh luôn. Mà nó càng ngay chồng nó cũng nhịn. Dạ. Lúc đó tại vợ mới sanh mới nhịn á. Đúng rồi. Dạ. Chứ thử sanh lâu rồi coi. Ừ. Rồi lúc rồi bác thấy dâu quýnh con ruột mình á, bác thấy sao? Thì bác thấy vậy cái bác la liền. Bác nói thôi con,
đó là cũng nhịn cũng thôi. Vậy chứ nói chung thì lúc đó là cái giai đoạn mà em sinh con thì con nó thường khóc ban đêm á, mà nó khóc suốt à. Ban ngày thì dù nó có thức thì mình cũng phải ẵm nó, lâu ngày thì thấy em bị stress rồi kiểu như áp lực con cái quá cái. Nhưng mà bây giờ mình biết mình trút giận qua ai. Bây giờ cứ bà mẹ chồng, mẹ chồng không có làm gì mình, lên mình quánh bả cũng kỳ. Bốn năm năm nay thì nó ổn định lại rồi, không có gây gỗ nữa. Thấy chứ giờ đẻ được nữa nó cũng quánh nữa đó. Nói chung thì sau này thì em bớt quánh chồng em lại. Bớt thôi đừng quánh ông tội nghiệp. Trong gia đình khổ lắm, 12 bến nước cũng khổ lắm. Cái gì nữa, chắc là nhà bị quánh dữ lắm. Thấy đồng cảm lắm. Đồng cảm lắm á. Cũng từng thấy mấy người bị vợ đánh. Ê, trong cái chuyện mà ăn uống đó thì hai mẹ con có hợp với nhau gì không? Thì cũng hợp. Dạ. Đó. Nói cho ngay, mua đồ ăn sáng đồ gì cho ăn, rồi mua gì ăn nấy, rồi nó đi chợ nó mua đồ gì làm nấu gì. Tại vì dì bị tai biến chân yếu thành ra cũng không có đi làm gì nhiều, cũng không có phụ gì. Mua gì ăn đó vậy đó. Mua gì ăn đó, rồi mua gì nấu sao ăn vậy. Có khi nào ăn uống gì cũng vậy. Không có ngon mà cũng phải ăn luôn không? Ăn chứ con không nói gì. Cũng ráng ăn vậy đó hả? Mẹ lớn tuổi mà cái cách ăn của mẹ rất là dễ. Ăn cơm thì thích ăn khô ăn mắm nữa. Mà em thì lại cũng thích ăn khô ăn mắm. Rồi nói chung đồ ăn thì rất là dễ. Hạp thì cái đường ăn uống thì nó rất là dễ. Nhưng mà cái đường la xét thì nó hơi bị khác khác tí. Ủa em nghĩ cái đó là dễ quá mà chị. Chẳng hạn như trái cây đồ này kia đó. Như mẹ chị thích ăn chuối, ăn hồng đồ này kia. Mà hai cái trái ngon nhất của mình ở đây là trái sầu riêng với trái bơ. Là mẹ chị không bao giờ mẹ chị thích á. Mà hai trái đó thì chị rất là phái. Rồi sao chị? Thì trong nhà toàn là hai trái đó không đó. Hai trái đó vậy cái bắt đầu ví dụ chia của ai nấy ăn, khỏi ai dành của ai hết trơn. Nhưng mà mẹ chị ăn được cái hộp sầu riêng. Hộp sầu riêng là lột lên ăn. Thì khi mà chị gọi chị ăn sầu riêng á, mẹ chị nói là con ăn ăn hết đi, còn hộp sầu riêng chừa mẹ. Trời, cái thương ghê ta. Cái thương thiệt luôn. Sầu riêng để con nó còn hộp nhớ chừa cho mẹ nha. Mấy ngày sau cái mẹ luộc lên, cái mẹ ngồi mẹ gọt mẹ ăn, cái mẹ kêu con ăn này ngon lắm nè. Hồi cái đó con ớn mà mẹ kêu con ăn quan không có được cái hộp sầu riêng, quan được cái muối sầu riêng thôi à. Ớn lắm hả? Cái gì ớn đưa mẹ ăn ha. Dâu cũng tốt ghê. Ủa trong những cái 10 năm làm dâu như vậy đó, ngoài những cái chuyện vui như thế, những cái chuyện hợp nhau thế thì mẹ con có những cái điều mà chưa có hợp nhau lắm. Có kỳ đó nó đánh con nó, tức là cháu tôi. Tôi nóng ruột tôi cũng giận. Tôi hỏi chứ sao bánh nó riết vậy? Cái dạ nói cậu nó kỳ cục quá phải đánh nó mẹ. Ui nó nít mà biết gì đánh, không biết quánh cho biết. Vậy luôn cái gì cũng buồn. Cái mấy ngày hai ba ngày sau gì không có nói chuyện, không nói gì. Cái giả biết gì buồn, cái giả lại ra ôm gì giả khóc vậy nó. Mẹ con xin lỗi mẹ, hôm qua con nói mấy bữa con nói vậy mẹ buồn lắm mẹ. Con xin lỗi mẹ mốt con không dám nói vậy nữa. Cái hai mẹ con ôm nhau khóc hả? Dạ nói đó. Trời, cái quà luôn. Cậu cũng khôn ghê luôn ha. Em là có cái tật ở nhà mẹ con thân lắm. Ước nựng những cái vuốt mẹ. Cái này nàng cái ôm cái nựng. Ôm đi ra qua thấy cái nhéo cái à. Vô cái nhéo cái. Cái vụ này mới rồi nha. Hồng dâu này cũng là năng động mà dễ thương nữa đó. Hơi dữ một chút thôi. Đó, hơi dữ một chút thôi. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mình nó cãi nhau hoài đó. Bác thấy buồn không? Thấy hai chồng cứ cãi lộn hoài vậy đó. Không nha, lúc này đỡ đâu. Tại lúc trước con nó khó quá. Dạ. Nên nó nhiều khi nó giận con nó rồi cái nó cứ nó hay ghê với chồng nó. Nhưng mà sau này đỡ rồi. Nay 4 năm nay cũng đỡ. Hiện bây giờ thì cũng bình thường vậy, không có vui vẻ lại, không có gì hết à. Để coi chồng em có cái mong muốn gì hay là một cái ý kiến gì giữa hai mẹ con không nha. Mẹ là số 1 nhưng mà vợ là cũng không thua gì mẹ. Có nhiều khi mình đi làm về mệt mỏi mà vợ mình bức xúc chuyện gì đó của mẹ hay là của con gì đó đó, vợ mình cũng buồn bực rồi không nói ra thì làm sao mình biết được là vợ mình bực cái gì. Mẹ ơi, điều con muốn nói với mẹ là
mẹ bây giờ đó, mẹ cũng lớn tuổi rồi nên là công việc ở nhà thì mẹ cái việc nào mẹ có làm được làm, còn không làm được thì thôi, nên mẹ cũng đừng có quan tâm tới mọi việc. Vợ là vợ, nhiều khi anh là đàn ông nhưng mà anh không có ga lăng như những người đàn ông khác. Mỗi tới sinh nhật, bông hoa, lễ lộc này tặng cho vợ thì anh không có ga lăng như vậy được. Nhưng mà trong lòng anh rất là thương vợ. Sau này nếu mà vợ có bất xúc chuyện gì thì vợ cứ nói cho anh là anh biết anh sửa sai. Sau khi nghe chồng nói vậy thì em cũng muốn chia sẻ điều gì với mẹ chồng không? Thời gian trước là con em do con còn nhỏ đó, thì mình suy nghĩ nó tiêu cực quá. Thì giờ con em nó lớn rồi, nó cũng đi học rồi hết rồi, thì có thời gian thoải mái rồi, tư tưởng mình nó cũng thoải mái hơn. Thì nói chung giờ thì em cũng có bớt đánh chồng em lại. Rồi kể như hết rồi. Dạ. Mấy năm nay thì thấy đỡ nhiều lắm rồi. Dạ. Quỳnh Linh, bác có mong muốn gì con dâu của mình không? Thì mong muốn cho dâu mình nó sửa đổi lại đó, nó biết thương yêu chồng nó, để biết kính mến mẹ chồng, việc nội trợ được nó lo được hết. Chị không có phụ gì với con dâu được, nói ngay vậy. Thôi phụ gì nữa, mình cũng lớn tuổi rồi, ở nhà đi, chơi với con cháu rồi, rồi để con dâu với con ruột mình lo ha. Thì yên tâm, mình có hột sầu riêng ăn là được rồi. Thay mặt chương trình cảm ơn bác rất là nhiều ha. Dễ thương quá à, nhìn bác phúc hậu ghê luôn ha. Con trai cũng dễ thương, con gái hơi dữ, con dâu hơi dữ chứ thôi. Nhưng nói chứ cũng dễ thương, cũng hiểu. Bây giờ hai mẹ, hai con ôm chặt nhau thế nào? Chứ tôi luôn luôn muốn mẹ chồng nàng dâu là như thế đó quý vị. Tôi là Như Thị Thía. Tôi năm nay 80 tuổi. Tôi tôi từ Di Linh Lâm Đồng tới. Di Linh Lâm Đồng. Vâng. Dạ. Rồi mà em giới thiệu về mình đi. Chào MC Quỳnh Linh, chào Lê Lộc, chào quý vị khán giả. Tên tôi là Lương Thị Bảy, năm nay 43 tuổi. Tôi đến từ Di Linh Lâm Đồng. Hôm nay làm dâu mẹ được 25 năm. 25 năm, một chặng đường rất là dài. Bác ơi, dạ. Bác cho tụi con biết là ngày đầu tiên mà bác gặp con dâu tương lai của mình á, có ấn tượng gì không? Thế con dâu cũng mình cảm nhận trong người mình cũng được. Thế nhưng sau lại nghĩ rằng thôi giờ nó ít tuổi quá mà nó còn nhỏ thế này, nghe yếu ớt, bé lắm, thì không biết rằng rời về thì bé lắm để có làm được công việc gì hay hoặc là đến khi sinh nở thì ra sao. Dạ. Ủa tốt. Lúc đầu em về là bao nhiêu ký em? Lúc đấy có 41 ký thôi. Trời. À lúc đó chút xíu à. Chút xíu. Thành ra là mẹ chồng là sợ sinh đẻ không được hả? Thì mẹ chồng sợ không sinh cháu được cho bà. Chị có ấn tượng gì về mẹ chồng mà lần gặp đầu tiên với chị không? Thì lần đầu tiên này gặp cũng sợ lắm. Lúc đấy mình cũng không hiểu là đi làm dâu ví dụ như là như thế này thế nọ quá, cho nên mình cũng sợ. Thế nhưng mà được cái ông xã mình, ông cũng giúp đỡ. Ông kêu là em không sợ đâu, thì về ví dụ như không có gì thì cứ hỏi anh là anh nói cho, thì không có sợ. Thì là mình cũng thấy thế cũng yên tâm một chút xíu. Ủa mình là giọng chị là lạ đặc trưng rồi ha. Chị ở ngoài miền ngoài đúng không? Ở mình ở Thanh Hóa. Em là Thanh Hóa. Còn mà bác là quê đâu à? Quê tôi ở Hà Nội. Giọng Thanh Hóa nói cũng đặc trưng lắm rồi, bà có hiểu không? Không, lúc đầu thì nói chung mình nói tiếng quê cũng nhiều, bà không hiểu mấy. Thì lại nói nhanh nữa, thì bà cứ nhiều lúc thì bà cứ hỏi không biết nó nói cái gì thì không hiểu mấy. Nhưng mà về sau thì dần dần này mình ở với bà một thời gian rồi là thì mình cũng cứ nói từ từ, rồi mình ý mình hiểu bà nói cái câu gì thì là mình nói theo để cho bà hiểu mình nói như thế nào. Lúc đó bà nói chị hiểu không? Bà nói thì mình hiểu, nhưng mà mình nói thì bà không hiểu. Hai mẹ con mình có hợp nhau không chị? Thì nói chung hai mẹ con này cũng khá hợp nhau. Dạ. Ví dụ như là lúc mới đầu về thì mình nấu ăn không biết. Dạ. Tại vì mình là con út ở trong gia đình ấy, thì mình không có biết cái gì về cái vấn đề nấu ăn đâu. Nhưng mà về nhà chồng rồi mẹ cũng cứ không biết thì mẹ dạy. Dạ. Dạy nhiều, xong bắt đầu là nói chung mình cũng đôi khi cũng phải cái gì không biết hỏi mẹ, rồi là học hỏi nhiều. Thì bây giờ cũng biết rồi. Bà có thấy con gái nấu món gì ăn chưa được không? Thì nhiều lúc em nấu ba cái món ăn nó khi đậm quá. Dạ. Yeah. Thì coi như là chồng thì bảo rằng hôm nay sao em bị nấu đậm thế này thì ông bà ăn làm sao? Thế nhưng mà tôi thì bảo là thôi cũng được, cứ ăn đi.
Dần dần vợ biết nấu. Dạ, bà nghe nói các cụ ngày xưa mà về làm dâu các cụ là khó lắm á. Vâng, đúng rồi. Đúng. Khó là khó làm sao bà? Các cụ bắt bẻ. Thế ví dụ như là mày nấu cái này không ngon, mày nấu cái kia không ngon. Thế rồi mày bắt cái son cái lồi là mày phải hỏi mẹ chứ. Mày không hỏi mẹ, còn có bà thì bảo là mày không lấy tâm cho tao à? Thế thì nếu mà không lấy tâm cho bà sai, bà bảo mày ra cầm cái chữ quẽ vào đây. Cho tao chỉ ở đấy cũng là một mẹ chồng. Mà khó gì đấy, đấy bà. Khó như vậy cho nên bây giờ mình đối với con dâu mình thì lại khác. Mẹ con là phải hòa hợp. Cũng có cái thắc mắc, cũng có cái để bụng. Nhưng mà như tôi đây thì tôi có nhiều cái con cũng có cái sai sót cho tôi để bụng, nhưng mà xong tôi lại thôi. Có cái gì mà nó làm không vừa lòng mà bà không? Con ngượng thuộm, con không được gọn gàng. Hai ba lần mình bảo rồi nhưng cái tính của nó vẫn thế. Thì tôi lại bảo là thôi con ạ, con cứ tiếp thu mẹ đi. Con cứ làm gọn gàng sạch sẽ cho mẹ vui lòng. Thế thôi chứ nếu bây giờ mình cứ để trong lòng mình không bảo nó thì nó cũng không biết thế nào là gọn gàng. Rồi cuối cùng chỉ có là có gọn gàng ngăn nắp hay vẫn lượm thượm? Không, đến bây giờ là em rất gọn gàng, ngăn nắp, nấu ăn, nấu nước ngon. Bà, cái việc mà con dâu ở chung với nhà gia đình á thì thường hai vợ chồng hay cãi nhau lắm. Vì cái việc phân xử rất là khó đối với mẹ chồng cũng như cha chồng. Trong lúc đó thì bà xử như thế nào? Bên con trai hay là bên con dâu? Không. Tôi thì tôi không bênh. Tôi cũng không bênh con dâu mà tôi cũng không bênh con trai. Nhưng mà hai vợ chồng có khúc mắc thì tôi cứ để im. Thế là đến độ khoảng tối đến ngồi ăn cơm thì tôi cũng bảo thì con ạ, thế vậy sao thì hai vợ chồng có thắc mắc gì thì con cứ nhịn đi hai ba câu, thế là nó im. Thế mà nó mà nhiều lời hơn mình độ ba lời thì mình cứ nhịn nó đi thì hóa ra êm. Thế xong đến lúc nào mà vợ chồng mà thôi rồi vui vẻ thì lúc giờ con sẽ kể con nói. Còn con trai thì tôi lên uống nước tôi lại bảo này, bạn sao rồi đi, lại nói khẽ thôi, bạn sao rồi đi, con đừng có như thế nữa nhá, mẹ buồn lắm. Thì vợ chồng không có câu gì to nhỏ cho nó nắm mà con cứ nóng tính, bạn sao con mát lết đi một chút. Thế thì nó cũng im, nó chả bầu gì. Tức bà hay nha, tức là kêu từng người ra nói riêng đó. Nói con dâu thì thôi nhịn chút đi chồng chút đi ha. Rồi tới với con trai thì thôi nhịn vợ chút đi. Tức là cái người đứng giữa hết sức là quan trọng chỗ đó đó. Dạ đúng rồi. Nếu bên một người thì người kia đúng cũng buồn. Đúng. Hay, cái này bà giải quyết rất là hay. Còn bố chồng thì sao em? Bố chồng thì giải quyết chuyện đó thì dạ. Sao? Bố chồng của tôi thì là ông hơi nặng tai. Có một lần thì hai vợ chồng cứ cãi nhau sơ sơ thôi. Mình bực, mình giận lấy một tí mình vào giường mình nằm á. Ông bố là ra ngoài đi xem tivi thì mình không có đi. Ông bố cứ cò cưa túm tay nhau ra, ý là lúc đó chỉ đùa thôi chứ không phải là giận thật. Thì hai đứa con nhìn vậy đó, nó cũng giả vờ, nó ôm mẹ giống như kéo co vậy đấy. Thế thì ông lại đi qua, ông nhìn thấy thì ông lại tưởng là đánh vợ, ông cầm cái gậy ông quật cho hai quật. Trời ơi. Ông quật cho hai quật thì là ngày đấy mình sợ lắm nên là không dám đùa kiểu đấy nữa. Ông được quá nhỉ. Trời ơi. Cha chồng mà thương con dâu lắm nè. Đúng rồi, thì ông nội cũng thương lắm. Nói chung là được cũng phúc là làm dâu bố mẹ bao nhiêu năm nhưng mà ông bà rất chi là thương với lại cháu. Ngày xưa các ông bà ngày xưa là hay quan niệm là bắt con dâu phải sanh con trai. Không có con trai là buồn lắm đúng không bà? Đúng không? Quyền Linh thì biết là tôi với ông tôi thì không quan niệm cái vấn đề đấy. Khi em có bảo thằng nhỏ bây giờ đây này là con trai thì nó lại bảo là con không có đi siêu âm đâu mà mẹ cứ giục. Cứ đi siêu âm đi, dù trai dù gái thì cũng được con ạ. Không có cái gì là quan trọng, trai gái cũng là con. Thế giờ con cứ quan niệm thế rồi con không đi siêu âm thì biết thế nào. Ông bà dễ, chứ tâm lý của chị lúc đó làm sao? Ông xã mình có một mình ông xã mình mà mình giờ không sanh con trai thì mình cũng buồn lắm. Đúng rồi, ái nấy đúng không? Ái nấy xong rồi cứ giục hai đứa gái đầu luôn. Hai đứa gái đầu rồi. Chà, lo dữ nha. Có bầu đứa thứ ba cái lo à. Lo xong cái anh cứ giục đi siêu âm thì mình không có đi, thôi trai gái lúc đấy thì chỉ đi khám đi xem là em bé nó có khỏe không thôi. Ổng giục là biết rồi đó. Xong cái thế nhưng mà đến lúc mà cái kiểu không biết làm sao, lúc đấy là mình đi hái cà phê về nó bụng mình nó cứ đau quá thì ở đâu đến 4-5 ngày á thì trong thời gian đấy thì mình cứ uống cái nước lá gai cứu cho đỡ đau nhưng mà nó không hết thì buộc phải đi siêu âm xem làm sao thôi. Thế nhưng mà đến lúc ông xã ông chở đi siêu âm thì giống như là em bé nó bị tụt cái đầu xuống ấy thì là mình vì sợ quá thì đến lúc bác sĩ bác kêu là giờ không được làm nặng nữa thì về đến mấy ngày mình cũng không nói, ý là mình nghĩ là chắc thì mình cứ ngại là từ bữa này giờ con gái giờ con trai về lại làm đúng làm thơ thế là mình ngại mình không có nói đâu.
Thế nhưng mà đến một tuần sau nó vẫn đau thì đi siêu âm lại. Lúc đấy là mình mới nói ra là như vậy. Thì là từ ngày đấy là không ý là không phải đi làm ấy, là mình công việc của mình thì nhiều mà mình làm như vậy thì nó cũng kỳ lắm. Về sau cái ông nội về đấy thấy chưa, với bà nội cứ bảo là nếu mà từ bữa giờ không đi thì lỡ tụt em bé thì làm sao. Chị em hỏi là chị còn nhớ những cái kỷ niệm nào đáng nhớ giữa chị với mẹ chồng chị không? Kỷ niệm vui. Kỷ niệm vui thì có một lần ấy, giống như bà thì giữ bốn đứa cháu cả nội cả ngoại. Thế xong lúc đấy hồi đó chị đang có nuôi tầm thì kiểu là cái bé lớn kia nó khóc thì bà mới đi vội để kiểu là giữ nó cho mấy đứa kia đừng dậy á. Cái ống quần ngày xưa thì nó rộng rộng ra thì bà đi cái nền nhà đất bà ngã bập cái mặt cái xuống cái nền. Trời đất ơi. Cái chỗ này bà thì hư sinh lên chết cha. Trời ơi. Để mà chồng té mà cười nãy giờ luôn á. Tức là bà cái cúi bà đi vội á, cái ống quần nó rộng, thế mình nhìn thấy cái ống quần nó rộng thì nó ngã xuống thôi. Lúc đó không có nhìn cái mặt, nhìn cái ống quần không à? Đấy, là nhìn cái mặt. Lúc đó bà sao, bà tâm lý bà sao? Mình té mà con dâu đứng cười hoài sao? Xong rồi mấy đứa con gái nó vào thì tôi bảo con dâu gì mà con dâu mẹ chồng ngã xuống cái mặt đấy mà nó lại cười con ạ. Thằng chúng nó lại bảo thì trông thấy mẹ buồn cười thì lại chả cười. Em chồng lại nói thế cơ. Thế là chúng nó lại vui, nó lại cứ tán với nhau là. Ủa bà giận không? Buồn không? Cũng không buồn đó. Buồn cũng chứ cũng, cũng buồn được buồn một chút thôi. Thấy chưa, có buồn thấy chưa. Chắc bà chắc là tại vì chị sợ tâm lý bà lo đó nên là chị cười cho giải tỏa cái nỗi lo của bà. Không, người bị thấy bà ngã cái ống quần nó rộng, người thấy cái mặt bà sưng lên cũng mắc cười. Phải không? Cái lúc đó thì chưa nhìn thấy mặt bà chỉ nhìn thấy cái quần thôi. Trong 25 năm trải qua thì cũng có rất nhiều chuyện vui buồn như vậy ha. Mà mẹ con vẫn kháng khích với nhau. Bà cảm nhận thế nào về con dâu của mình cho đến tận bây giờ hả bà? Tôi thì tôi cứ nghĩ như thế này. Bây giờ là mình thì đã lấy chồng không phải đi làm dâu rồi. Thế giờ con dâu nó về làm dâu mình thì cũng chả nhiều nhận gì. Cũng có mình nó thôi. Thì coi như là mẹ con cứ vui vẻ. Bây giờ sống trong 25 năm, bây giờ tôi cũng là đọc có chắc thì tôi cũng có cái ước nguyện của tôi là bây giờ ông lại mới mất thì tôi rất buồn. Thì bây giờ chỉ ước nguyện nói với vợ chồng nhà hắn rằng bây giờ còn một thằng nó sắp đi lốt rồi thì bây giờ thỉnh thoảng thì điện cho các cháu là các cháu có công có việc phải về với bà cho nó vui. Thế nhưng mà rồi thì tôi cũng nghĩ ra là bây giờ con cháu mình nó có công có việc, nó lớn nó trưởng thành đi làm nó còn có hạnh phúc của nó chứ. Mình bảo nó mà cứ luôn luôn về với mình cũng không được. Không còn một cháu nào bé, tất cả cháu nội cháu ngoại là 13 đứa. Chứ có Nguyên An Khang là bé nhất là 7 tuổi. Bé 7 tuổi là nhà với bà đúng không? Không, bé An Khang là cháu ngoại. Quyền Linh không nhớ An Khang à? Hải An Khang là cái bé An Khang là bé tham gia chương trình Chương trình Hải đấy. Bạn có thực tại đó hả? À. Rồi con nhớ rồi. Hôm nay bé không đi là bé đang khóc. Ủa sao nó khóc vậy? Không đi được với bà là vì cháu hôm nay cháu còn phải đi học cái lớp tiếng Anh. À vậy à. Bây giờ nghe thử xem chồng chị có những cái suy nghĩ thế nào nha. Thời gian đầu vợ tôi về làm dâu trong nhà thì cũng chưa quen được cái công việc và cái nề nếp nếp sống của gia đình bên này. Thì trong những lúc vì vợ tôi làm công việc nội trợ rồi bếp núc rồi mua sắm thì mẹ và những thành viên trong nhà thì cũng chưa được hài lòng, chưa được vừa ý chủ chốt, là chưa được vừa ý của mẹ. Qua nhiều lần học hỏi và biết lắng nghe, vợ tôi cũng đã sáng ý và sửa đổi. Thì tôi cũng là người đứng giữa thì cũng không biết là nghiêng về phía mẹ hay bên vợ, thì chỉ biết động viên vợ là em phải cố gắng bỏ qua tất. Và mẹ tôi thì cũng rất quý con, thương cháu, nhiều khi thì hay quý cháu và thương cháu. Thì mẹ vợ tôi thì nhiều lúc về dạy con thì hai mẹ con thì nhiều lúc cũng có những bất đồng nho nhỏ, và tôi cũng nhiều lần động viên vợ thì cũng qua được. Cho tới nay là 25 năm thì mẹ con sống chung sống trong nhà rất là hòa hợp và vui vẻ, hòa đồng. Từ những chuyện lớn đến chuyện nhỏ qua đây, tôi xin gửi tới mẹ, mẹ hãy
giữ gìn sức khỏe để con cháu phục dưỡng mẹ được tốt hơn, và cũng gửi tới vợ là em hãy cùng anh để chăm sóc mẹ lúc tuổi già để mẹ sống khỏe sống vui. Hôm nay thì chị có mong muốn điều gì để nói với mẹ chồng mình không? Thì cũng có mong muốn nói với mẹ rằng là từ trước giờ sức khỏe mẹ vẫn tốt thì cũng chăm sóc mẹ cũng chưa được tốt. Nói chung là thế, nhưng mà từ bây giờ thì con cũng sẽ hứa với mẹ là bớt chút thời gian về chăm sóc cho mẹ tốt hơn, về cuối đời của mẹ vui vẻ với con cháu. Bà mong muốn gì ở con dâu của mình không bà? Thì tôi cũng mong muốn ở con dâu là thôi thì bây giờ thì mẹ cũng hơi nhiều tuổi rồi. Thì bây giờ chỉ mong muốn con dâu là cứ hòa thuận với chồng, rồi thì làm ăn vợ chồng bỏ nhau ăn đâu làm. Thế cơ, chứ còn về phần mẹ thì sống 25 năm đây với mẹ là trong ba thế hệ. Thế mà lại chưa có một cái gì mà đến nỗi nó quá quát quá thì thôi thì mẹ cũng đâu có để ý đến đâu. Thì chỉ mong muốn con dâu là cứ luôn luôn giữ được những các cái tấm lòng tốt đối với mẹ là được rồi. Hôm nay con cảm ơn bà với lại chị đến tham gia chương trình ha. Bà thấy vui không? Dạ. Vui lắm. Vui lắm đúng không? Cho hai mẹ con thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc nha. Hào ơn mẹ chồng cái. Tuyệt vời. Bà dễ thương quá nha. Thấy cười suốt luôn hả? Hỏi vậy luôn hả? Không, thì anh đứng đây cái rồi lại. Ok. Em đi xong hậu qua đây. Sát hậu với má. À. Em đi làm. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Má chạy. Đây. Đây là dĩa gỏi gà. ướp ủ liền ngay tại trên người luôn, nên là thành ra cái vị của nước mắm đó bạn
nó rất là đậm đặc và nó có cái màu, nếu mà người ta bạn có biểu người ta chỉ là phân biệt cái nước mắm ngon á là sẽ có cái màu cam gián, cái sóng sánh sóng sánh cái màu cam gián lên và cái vị mới đầu ở trên mặt cái đầu lưỡi thì ăn vô thì nước mắm này em chỉ chúng ta thì cái lượng đường bổ rất hơn những món khác, tại vì nó là có cái mặt mặn thanh, đúng rồi, cái mặn chát, dạ đúng rồi, nhiều cái mặn chát với mình bổ hơn, pha đường vào hai nó vẫn còn cái mùi hôi với mùi mặn á, món mắm này chỉ cần đó là nhờ cái mắm năm nữa đó. Ừ. Mắm mắm được rồi. Hôm nay chú thấy giới thiệu mắm mắm được rồi. Dạ. Thì bữa đó có một cái thời khắc mà tưởng đâu là gia đình đó là không còn gặp má nữa đó. Ủa thì cái khoảng thời gian khoảng 3 năm trước là má bị bệnh tim á, có nghĩa là bị đột quỵ luôn, rồi luôn như bệnh viện Tâm Đức không anh biết, bệnh viện Tâm Đức á, nằm ở trong đó mấy tháng trời á. Là tưởng đâu là máu rồi đó, nhưng mà cũng nhờ bác sĩ tận tâm rồi trị, coi như là lúc đó là cái gì mổ cái gì mặt nó bạch đen bị ba như nó đang nói hậu bàn bà lá và hậu bàn bà lá đúng rồi đó, hậu bàn luôn luôn đưa cái ống đi khỏi không á, anh vô là không anh vô được nhận là không nhìn má được, má nằm trên giường là cái giường nó cái má ốm vậy đó, rồi đâu có ăn uống gì, chỉ có thở với lại cái chuyện nè. Nhưng mà sao mà không bác sĩ trị thì sao bây giờ khá thế gì không? Bây giờ lên sân khấu được luôn mà. Lúc đó là vô là trời ơi, hai cái con ngò xong rồi chuẩn bị là ở nhà học sĩ đó. Bác sĩ nói là con học sĩ nhưng có quá trời luôn. Thôi, nếu mà phải đi thì để cho nó nhẹ nhẹ lúc đó mà nó có gì? Vô là coi như là... Không biết coi như là nằm như là cái xác mà con biết hai, trói hai tay hai chân luôn đó. Không bận đồ gì luôn. Không biết gì nữa. Đã thấy rồi rồi. Rồi đó là thôi rồi, chắc là... Nó nếu mà phải có gì thì để cho nó nhẹ nhẹ khóc. Mọi người khóc. Nhất thì lúc đó là má đã chỉ được những lần về chính là lớn hơn sáu rồi ba năm nay sau khi mà mất được một số tiền thì má cảm nhận nhiều về tình cảm của cha mẹ ấy trở lại thương nó rất nhiều đấy nên để nó nghe bình thường cái không phải đã là kiếm gì nhớ và là nó còn biết đi vô đi ra tuy là nó không dám lên phòng đó nhưng nó cũng tới cái này nữa rồi. Như người ta có thể trao cho một người thì đó, thí thương kia chỉ có một người dùng đó, trao một người dùng đó. Mà cái nhà mà má xe ở bệnh viện đi ra đó mới về, mọi người mở nhà không ngờ là má về nhà có khỏe được. Không ngờ, thấy rồi là má cũng nhờ tình từ tận tâm của bác sĩ, cũng như nhờ tình yêu thương con cháu. Đúng rồi. Nó là một tinh thần, đặc biệt là cái tình cảm của cha mẹ dành cho má. Linh nghĩ rằng là ở Kim Tử Long có hai cái điều rất là quan trọng, đó là tình đồng nghiệp cùng với đầy mối yêu thương gia đình và nhà mình, hai cái nó cộng lại nó tạo thành một tình yêu thương gắn kết với má nhiều hơn nữa. Đúng rồi, Kim Tử Long là cái lời lúc đó là không nghĩ thật sự với trong lòng nó không nghĩ là má vợ hay ai cho nó là chủ nhân của hồn hay là những người cần phải chú nói là con trai nó bố tụi chú khác mặt
ngoài sân khấu đó, vợ thằng Nữ phát lên rằng cái cảnh mà chú ru thằng Nữ ngủ trong cái bài nhà về đâu anh đang ở nhìn thấy mày đang đứng yên khán giả nó còn nó hát mình ốm nhường nó đang thui nó ốm mình dù đi con nó bây giờ tôi nhớ bên thui là nó đang ở nhà rồi nó là tự nhiên tiếng của chú đã bình bình bắt cái chú cào ra chú khóc mở ra đang hát mà gì đó mà còn hát được thế một cái mắt thằng Quyền đang nằm ngủ mà thằng Quyền đang nằm mở cái lý ra sao 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 cái thấy chưa mát nữa mấy đoạn trước không lần trước không khóc không tự nhiên lần này khóc ờ rồi bước tại cái nhà là bắt đầu trấn mạng mình chạy cái ô nhà này khóc như mưa là đó là còn ba mẹ chú mẹ chết tại vì mình nghĩ đó là số phận đó thì có lúc mà bắt đầu mình xuống biển mình biết là mình sẽ không còn đang anh thử là một người nghệ sĩ có rất nhiều cảm xúc và rất đồng cảm không chỉ về khán giả nữa về tập như này không lý do gì má giờ không có yêu thương đúng không tâm mức cả thương nhiều hơn nữa qua rất nhiều giai đoạn từ giai đoạn đồng nghiệp với nhau đến giai đoạn còn lại luôn ngày nay má cũng muốn anh Kim Long thay đổi điều gì trong cuộc sống có cần thay đổi gì không? Con người sống khác có cần thay đổi gì không? Thay đổi đó rồi. Mình thay đổi gì khác ra ba. Nói ngày này cũng tuổi nghề nữa. Giờ chồng cũng mỗi tháng ra. Nó đã nuôi mình hàng ngày rồi. Cho trong cái phòng có tiền cũng tiện nghi đi nhớ cả xã. Là một mình má ở đó nha. Rồi cái gì muốn là có. Thế không có đi đâu. Tụi nó kêu tài xế hoặc có khi kêu con má chở đi lấy xe hơi chở đi chứ không cho đi gắn máy nữa tại nó biết bà già tiêm mà nhìn nhát còn lấy xe hơi đưa đi không đặc biệt nó để đặc biệt má chiếc xe bảy chỗ thiệt á đi đâu là kéo rủ nhau đi đó rồi đi trên chiếc xe bốn chỗ nó hết riêng của nó vậy thì ngoài việc ra là còn cái cái đó cầm mới nha nói luôn nói luôn bây giờ tôi nói đây mọi người làm chứng nha hiện tại là mỗi tháng là anh Trinh đã cho tôi 4 triệu năm chưa cho bây giờ thôi năm cho thẳng 10 luôn cái bây giờ là má cố gắng để làm sao mà má giữ sức khỏe giữ được mình là cái điều đó là cái điều mà con mong muốn cố định được không xài gì xài đi chơi đi đi cho cái tinh thần thoải mái nó cái không khí của nó thoải mái ăn cứ ăn thật ra là giờ má cũng xài nhiều lắm còn người chắc má cũng phải có nhu cầu xài nhiều lắm tất cả con cái không em nói gì đúng rồi nhu cầu xài chúng ta như sao nhu cầu của má có chúng ta có hoặc là có đó cái nhu cầu trong khi nó mình có thể má có tập có cái của là có cái tập mà tắm người là những người ta khổ hơn mình là họ tự cho cái sinh lại sinh lại còn người khác đó nhưng mà mình phải có số dư nhiều mình mới cho người ta có nghe không trong túi mà còn 2 triệu mà ra mà gặp người nào mà không nghèo hơn hay là khổ hơn than chút là được đó khi nó đi làm hoài tức ăn chung hai bữa nó kêu ăn thì cũng ít có ém xuống nó mệt bưng lên cho bà ăn không à còn về bữa nào á anh Long lên phòng đi trên lên phòng ăn chung lâu lâu là anh Long lâu lâu cũng có mà má lên má ăn khi nào mà thì mới là lên còn
10 lần, 9 lần là đi nước ngoài cho người đó. Trường khi mà khi nào mà thôi kêu thì ba đem lên cho ha. Nói chung là vui. Vui, ở dưới nhà vui Tết rồi đó. Là mệt thì mệt cũng xuống nè. Nó xấu luôn. Dạ, bà ơi, ngoài cái bao lì xì đó đi, thì bà còn mong muốn hay là có điều gì muốn nói với chú Long như ngày hôm nay không ạ? Hôm nay như nói ra, yêu trên đời thì ít ai được hoàn hảo lắm. Nhưng mà tôi được ông tổ cho tôi để vậy, thấy cũng là cái may mắn, cái tốt. Kép hát thì cũng làm sao tránh khỏi bay bướm hết. Nhưng mà không có đâu. Còn bài nữa, còn bài thì chúng tôi uống rồi. Bài nữa. Nghe gì mà tôi nói, từ lúc về Tâm đi về sống như thế, thì thấy một cái tánh của cái thai của cha. Tôi biết yêu vợ thương con, mà lúc nào cũng kính nể bà mẹ vợ. Để thấy nghe má thẹt mà đòi muốn cái gì ao ước để tìm kiếm. Khi sinh hoa đầu rất là lo cho má đi sinh hoa nhiều bao nhiêu nữa không má sinh hoa ra bây giờ chứ giờ không muốn hướng cái gì hết trơn, muốn chơi gì hưởng gì cũng nấy. Em con thời buổi giờ là khó khăn mà mình đòi hỏi đâu được, cho anh không nói đi. Bà anh nói thiệt nha, không có được ở nhà ai cũng được. Không là má bự. Thấy không? Tại không? Em má nhiều quá. Tức là cấm cửa không cho nó ra khỏi nhà. Nữ ra nó bị. Rồi còn gia đình bị cái là cho má ở cái luôn. Má má không bị mà má lại bị cách ly. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu.
Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng nước mắm Nam Ngư cá cơm tươi vị ngon gắn kết gia đình đã đồng hành cùng chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Còn bây giờ chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đó thì ok. Đâu có sạch lại không? Bị nhậu rồi đó. Mới làm nè.